Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với một cái đấu tại Ranh Hàn. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc đọ súng giữa Guma Yoshi cùng với Pay ở tại thách đấu Hàn anh em nhé. Và cùng xem là cuộc đọ súng giữa xạ thủ của T1 cùng với xạ thủ của Gen.G sẽ có một màn trình diễn như nào nha. Let's go. Ok, một lobby toàn sao. Một lay-up mà có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ cả hai team. Kingan, Canyon, Closer, Guma Yuzi và Wei. Wei là hỗ trợ team 2 của KT anh em nhé. Pandasi, người từng khoác áo Li Ning ở những mùa giải 2020. Hiện tại thì đang thi đấu cho team 2 của Royal. Đứng giữa thì là Nemesis. Xạ thủ thì đó chính là anh chàng Pay của Gen.G. Kèo đấu sẽ là Saya cùng với con Nila. Cùng xem là ngọc tái tổ hợp của hai xạ thủ sẽ như thế nào anh em nhá. Saya nhìn đó chết người hiện diện trí tuệ, huyền thoại hút máu cùng với đốn hạ, bảng phụ mang giày miễn phí, bánh bích quy. Tốc độ đánh sẽ tăng thêm và giáp. Trong khi đó phía bên kia thì Pay quyết định mang theo một con Nila mang chinh phục. Hiện diện trí tuệ, huyền thoại hút máu cùng với chốt trận cuối cùng. Bảng phụ mang thấu thị vũ trụ và giày miễn phí. Cũng là tốc độ đánh sẽ tăng thêm và giáp. Phép bổ trợ thì Pay quyết định mang theo tốc biến cùng với lá chắn, trong khi đó thì Guma quyết định mang theo tốc hành anh em nhá. Vừa rồi thì Closer có một pha W check được con Alistar phía bên kia, nhưng mà Alistar vẫn di chuyển vào để lực mắt rất tốt ở tại khu bãi chim của Canyon. Mà Closer liên tục có hai pha W lên đánh tay và sau đó thì tốc hành được kích hoạt tới từ Guma Yuzi. Rất tiếc tình huống trốn và bắt tới từ Sylas của Wei thì lại trượt. Kèo dây Manfi và Manfi quyết định mang theo cho mình triệu hồi Eri. Và tất nhiên rồi, với kèo đấu đường dưới giữa hai AD đang có được kỹ năng cá nhân đi đường tốt như là Guma của Vipay thì hai rừng đều ăn từ cánh trên xuống cả. Và có lẽ Canyon sẽ cam cho Guma trong ván này. Tiếp tục là một pha lao lên với trốn bắt đến từ Sylas dư chấn. Sát thực là khá nhiều đến từ bộ đôi Guma cùng với Wei cho thiếu vừa rồi. Và Sylas của Wei cũng là một hỗ trợ khá dị. Với một con hỗ trợ có khả năng khắc chế được Alistar. Khu đường trên thì Kingan vẫn đang tận dụng tốt những cái bụi cỏ và chưa bị cấu rỉa quá nhiều bởi con Manfi nâng quy ở cấp độ 1. Lee Sin của Bonnie thì ăn xong hai bãi cánh trên rồi. Canyon ăn rất vội hai bãi cánh trên và bỏ qua bãi cóc để xuống khu cánh dưới nhanh hơn. Top hoàn toàn là kèo tự chơi, đường giữa cũng là một tình huống mà LePlanc của Closer là người đẩy trước được so với Nemesis. Còn đường dưới thì Guma rõ ràng là với lợi thế chất tướng từ cả AD lẫn cả support thì đang có được khả năng đường tốt hơn và sẽ hỗ trợ cho Canyon trong việc kiểm soát cua dưới, mặc dù Canyon vừa ăn rừng trên tầm nhìn đối phương. Sylas liên tục có những pha trốn và bắt nhưng vừa rồi thì là tình huống trốn bắt trượt. Đồ vương hồi lại một ít máu đến từ Wei. Và tên lính này thì Guma sẽ có được 15 trên 19 CS. Một đợt lính có xe to tràn trụ nhưng sẽ không có băng trụ diễn ra. Chỉ là nỗ lực cấu rỉa mà thôi. Nhưng mà Alistar lên 2 thì Sylas sẽ không dám e lên một cách liều lĩnh nữa. Alistar level 1 bị Sylas dư chấn này, nó chơi trên đầu trên cổ luôn anh em. Level 6 cũng tương tự là như vậy nha. Đây là một lượt pick khá là thú vị đến từ hỗ trợ team 2 của KT Roster. Lee Sin của Bonnie thì đang ăn bùa xanh, cho đó Canyon đã hoàn thành sau cho mình 5 bãi quay rừng và tiến xuống khu đường dưới. Di chuyển thẳng sang phần rừng của Bonnie để tìm kiếm con Lee Sin đang cấp độ 3 này. Pha di chuyển vào đến từ Canyon. Cắm mắt và hơi trễ đến từ Canyon rồi. Nhưng đây sẽ là tình huống có được áp lực cua rất tốt dành cho Canyon với lợi thế đường dưới đang đẩy. Đường giữa thì Closer về nhà TP trở lại luôn rồi. Có lẽ sẽ là tình huống mà Bonnie phải bỏ cua dưới để farm bãi cóc mà thôi. Chỉ số farm thì Guma với lợi thế chất tướng cả AD lẫn support thì đang có một chỉ số farm tốt hơn. Canyon di chuyển vào cắm mắt áp lực con Lee Sin phía bên kia. Cắm cờ nhưng bị Alistar húc ra và có một con cóc thuộc về cho Lee Sin có cấp độ 4 luôn rồi. Nhưng mà Canyon sẽ đánh lên khu vực cua trên để ăn vòng rừng hai cua hay là lại khu đường dưới cover với Guma đây. Quyết định tới từ Canyon là chạy thẳng xuống khu đường dưới rồi. Có thể đang thua một cấp độ nhưng mà thua kinh nghiệm không nhiều anh em nhé. Một chút kinh nghiệm nữa là Canyon cũng đã có cho mình level 4 rồi. Con mắt này thì chưa phát hiện ra Lee Sin. Con lính này cũng chưa phát hiện ra sự di chuyển đến từ Canyon. Alistar lên combo trước Lee Sin phía sau nhưng Canyon có mặt với kỳ kích hất tung thành công và người kẹt lại đó chính là Alistar rồi. Alistar cực yếu. Alistar lên bảng đến số với mạng chiến cố đầu dành cho Canyon, nhưng sau đó thì Canyon có lẽ sẽ phải nằm xuống với mạng dành cho Nila của Pay. Mạng có bùa đỏ, Pay tiếp tục lướt lên bị thu lông giữ chân lại. Sóng âm vội cước vào nhưng mà bị tốc biến outplay và Bonnie bị hất tung một nhịp dưới trụ. Sát thương trụ chưa làm khó được Bonnie với tình huống hộ thể ra. 1-1 đến từ cả hai bên. Chiến công đầu cho Canyon nhưng phía bên kia thì có mạng và bùa đỏ dành cho Pay và đang nỗ lực để reset tân lính. Sylas cấp độ 3 trốn vào bắt nhưng mà Pay đã lướt e về được. Pay còn tốc biến.
Một pha sóng âm chuẩn xác, Bonnie lao vào, thu lông nhưng tốc biến đến từ vị trí của Bonnie thoát khỏi tiếng thu lông vừa rồi. Pay đang vụt nhưng Pay hết năng lượng rồi. Và sau đó thì là một tiếng Guma vẫn còn tốc biến, tốc hành sắp hồi lại, Silas có một tiếng trốn và bắt, tốc biến không còn đến Silas để tiếp cận thêm. PK nó không khác gì đánh giải anh em ơi. Bot có Guma chưa bao giờ là yên bình cả. Và có thêm Pay thì nó lại càng không yên bình. Nó sẽ là những tiếng va vào nhau liên tục như vậy. Trong khi đó thì đang có một tiếng bị tấn công và Cannon bị bắt choáng. Cannon mất kỳ rồi, chỉ còn kích mà thôi. Kích cũng chưa hồi và Cannon có thể sẽ phải nằm xuống, nhưng Cannon kích hoàng kim giáp của mình lên và có mà gục double kill cho Cannon. Một máu và Cannon vẫn xử lý được, nhưng Syndra của Nemesis tới rồi, Silas trốn bắt và mạng dành cho Guma Yoshi. Có lẽ sẽ là tình huống mà Cannon phải lên bản đếm số mà thôi. Closer level 6 tiếp cận với tình huống dồn sát thương, tốc biến còn, tốc biến né sát thương chiều cuối đến từ vị trí Closer, nhưng Six thì sao? Six đã trúng đến từ Closer, sát thương chưa nhiều lắm đến từ Closer tình huống này. Cannon có một pha outplay cực kỳ khét với hoàng kim giáp và có cho mình cú double kill đường trên. King ngân tốc biến outplay tình huống chiều cuối tới từ Patassi. PK đẳng cấp thách đấu Hàn các bạn ơi. Tầm gần như vậy nhưng King ngân vẫn có thể tốc biến thoát khỏi tình huống không thể cản phá, nhưng Bonnie có mặt thì sao? King ngân vừa mất tốc biến xong và máu của nó là khá thấp rồi. Lôi phạt sắp hồi lại tới từ King ngân. Ăn mầm xong thì có tương đối nhiều máu, chênh lệch là 2 level, sóng âm trượt thì Bonnie cầu sống cũng trượt tới King ngân. Cannon có mặt tại cua trên để kiểm soát cua và đảm bảo rằng King ngân sẽ không gặp nguy hiểm. Bot thì Pay có mạng nhưng mà nằm xuống một lần. Guma có mạng nhưng chưa phải nằm xuống. Và lần về nhà đầu tiên thì có một cái dao hung tàn dành cho Pay. Trong khi đó thì có một cái bó tên ánh sáng và một thanh dao găm dành cho Guma Yoshi. Tiếp tục ở lại khu đường trên đến từ vị trí của Pandasi và Cannon vòng sau rồi. Liệu rằng King ngân có câu đủ thời gian hay không? Cầu sấm cầu gia tốc, King ngân chuyển dạng, King ngân có lôi phạt tầm quá gần và có lẽ là hơi khó để né sóng âm, nhưng liệu rằng gỡ mạng đấy không? Đây Cannon ơi, Cannon kỳ kích ép tốc biến của Pandasi, lính đánh Pandasi khá nhiều cho tình huống này. Pandasi bị lính đánh, sát thương từ lính liệu rằng có đủ hay không? Nó là chưa đủ và Pandasi vẫn sống với dưới 10 máu. King ngân nằm và có lẽ Cannon cũng đi. Bùng nổ sức mạnh sau đó quét tan kiếu và đánh tay có mạng thứ hai cho Nemesis, tốc biến đến từ Closer. Quy đức đánh tay và sau đó tiếp tục là một tiếng mô phỏng biến ảnh, có cho mình sợi xích thành công và sau đó thì đứt giật về, né được cú ý lực. Nhưng dính bi đến từ vị trí của Nemesis đường dưới, có một tiếng đồ cứu thành công dành cho Guma Yoshi, quét tan kiều đánh tay. W đánh tay với bùa đỏ, chấm bi thì sao? Chấm bi chuẩn xác, solo kill dành cho Nemesis, Nemesis có 3 mạng rồi. Chúng ta sẽ cùng replay lại tình huống đánh nhau 2-2 đường dưới trong lúc mà cánh trên cũng có một pha PK cực kỳ dài hơi diễn ra và cực kỳ mãn nhãn đến từ cả hai bên. Đó là tình huống lao vào đến từ Alista nhưng bị Silas chơi trên cơ. Và đường trên đánh nhau thì cánh dưới cũng không hề kém cạnh với tình huống đồ kill. Chúng ta sẽ cùng replay xem là tình huống đồ kill này diễn ra như thế nào. Đó là pha trốn bắt thành công tới từ vị trí của Silas. Level 6 dành cho Pay nhưng mà đó là một pha mà Guma Yoshi không dính lực hút đến từ cú vũ điệu hân hoan đến từ Pay và tốc biến đánh tay với W. Guma có mạng, thậm chí nó sẽ là hạ double kill dành cho Guma Yoshi khu đường dưới ạ. Đó là những gì đã diễn ra tại khu đường dưới cho tình huống đồ kill giữa Pay cùng với Guma Yoshi. Trong khi đó khu đường trên thì King ngân đã trở lại nhưng cầu sấm cầu gia tốc chỉ để cấu rỉa mà thôi. Nemesis đã có cho mình ma hạ gục tới từ LeBlanc của Closer mất rồi. Khu đường dưới có khiên trụ dành cho bộ đôi Guma cùng với Way trước khi di chuyển về và Guma đang có một ván đấu cực kỳ xanh xao. Alista của bên phía team 2 rõ ràng đã có một pha Onin chung với Pay không thực sự thành công. Căng ha, đánh rank thôi mà các bạn thấy là bung kỹ năng ra PK giữa những người chơi tuyển thủ chuyên nghiệp nó căng đến như thế nào. Trong giải thì người ta sẽ không đánh một cách nó vồ vập như vậy. Trong giải thì người ta sẽ không đánh nó liều lĩnh như vậy. Nó sẽ lâu lâu có một trận như vậy thôi. Man phải có không thể cản phá và King ngân khó rồi. Lôi phạt thành công nhưng không thể cản phá cùng với sóng âm từ Lee Sin sẵn sàng thế này thì King ngân chắc chắn là đi thôi. Lee Sin của Bonnie đã chuyển địa chỉ lên cánh trên rồi. Cannon cũng có mặt cánh trên với kỳ kích nhưng mà Lee Sin hộ thể ra khá nhanh, đại địa chấn vào đánh tay liên tục. Sóng âm vồi cước sát thương đến từ Lee Sin cũng là khá nhiều trận thú này nhưng Cannon có ma gục và sau đó Cannon quyết định kỳ vào kích vào cái kỳ trước đó thì đúng hơn. Cái này là một kỳ hai kích anh em. Vẫn rút lui về được. Đường dưới copy chiêu cuối bất khuất và sau đó lao lên tấn công Alista combo nhưng đó là một phản xạ nhanh với chiêu cuối bão tố nổi dậy và đó là phá tốc biến thực hiện cú đồ vương dứt điểm xạ thủ đối phương tới từ xa của Way. Guma bắn được sát thương liệu ra có đủ hay không? QE sát thương là chưa đủ đến từ Guma nhưng bot lại tiếp tục có đua kill rồi. Và Pay đã phải nằm xuống lần thứ 3 trong ván đấu này. Mặc dù đường trên thì King ngân vẫn đang gặp đôi chút những khó khăn nhưng Cannon lo được và tất nhiên là Guma đường dưới cũng đang làm rất ổn.
với một con Silas support. Counter rất nặng Alistar phía bên kia. Sau tình huống có mạng của Bonnie thì Kennen di chuyển ra có cho mình con sứ giả. Và lúc này sẽ mang sứ giả xuống khu đường dưới để nuôi Guma, người đang có được 3 lớp khiên trụ. Lee Sin có mặt với một cái độ lâu cước sẵn sàng, và đó là pha lao vào gom hai người với một điều hân hoan. Nhưng sau đó thì Pay mất bóng, phải là hơi nhiều, Pay nằm xuống với mạng dành cho Wei. Nộ lông cước sóng âm đánh tay E rồi sát thương, và với quyền cước thì Lee Sin của Bonnie đã có mạng shutdown của Guma rồi. Mà lúc này thì Pay đã nằm xuống tới lần thứ tư và đang bị thọt farm hơn tương đối so với những gì mà Saiya của Guma có. Phía bên kia đã có một Nemesis xanh, nhưng kèo mid này thì Closer cũng đã có một giải thủy ngân lên rất an toàn để đánh kèo với một Syndra xanh sớm. 11-7 là tỷ số về mạng, và chênh lệch là con số khoảng chừng gần 3k tiền dành cho team Guma. Dòng đầu thì với con mắt này mà Kennen vừa cắm ra thì có lẽ như Lee Sin của Bonnie cũng không có đủ cơ sở để tiếp tục ở lại, vì vừa mất cái nộ lông cước để ganh Guma xong. Trong khi đó thì Kennen đã chuẩn bị hồi lại cái đại địa chấn rồi. Sách sứ giả xuống đến nửa đường thì Guma bị Bonnie hạ gục trước. Nhưng sau đó thì Kennen vẫn còn sứ giả để tiếp tục áp lực khu đường dưới, thậm chí là chủ động lộ vị trí luôn. Thả luôn sứ giả đến từ vị trí của Kennen, sau đó kỳ kích ra phía sau. Đứng cam sẵn để chờ kỳ kích hồi lại. Cắm mắt ra để hai đường đơn có thể TP bất cứ lúc nào, nhưng đường trên thì vừa rồi Kennen lại tiếp tục bị cam bởi Lee Sin mất tốc biến và bị không thể cản phá dứt điểm. Những mạng được tính dành cho vị trí của Bonnie. Đại địa chấn cùng với kỳ kích được đầu tư. Pay về được, còn Alistar mất bất khuất, sau đó có về được hay không đây? Alistar không dính chỗ được bắt. Về được đến trụ 2, nhưng trụ 1 thì đã mất vào tay con sứ giả mất rồi. Tiếp tục là một cú húc đến từ sứ giả vào khu vực trụ 2. Kennen vừa kỳ kích lên, ép được một tiếng quét tan kiếu tới từ Syndra trong tay của Nemesis. Kennen dính bùng nổ sức mạnh, nhưng né được sóng âm. Và sau đó thì đơn giản là đi bộ về mà thôi. Một Zavan hấp huyết lúc này là quá khỏe. Lượng sát thương tới từ Syndra 3 mạng nó cũng là chưa đủ, mặc dù đã có mặt nạ rồi. Closer dính một tình huống quét tan kiếu, và sau đó lên bản đếm số với mạng dành cho Nemesis. R-Flash đẹp đến từ Lee Sin của Bonnie, nhưng sau đó Lee Sin của Bonnie đang bị tấn công liên tục bởi những đòn đánh tay đến từ Saiya của Guma. Guma có trụ đường dưới, sau đó bắt đầu ramming ra khu vực giữa. Kennen mất máu hơi nhiều, Kennen bị mặt nạ đốt chết. Saiya của Guma bung bão tố đổi dậy và có mạng double kill cho Guma Yoshi. Một pha nằm xuống mà Kennen hoàn toàn hài lòng với những gì mà Guma thu lại được. Pay đang có một khoảng trống khu đường dưới để đều ngược trở lại. Tuy nhiên đường giữa thì lúc này Guma lại tiếp tục có cho mình thêm khiên trụ rồi. Một ván đấu rất xanh đến từ Guma Yoshi với những sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Trong khi đó phía bên kia thì Nemesis đang phải là người gánh team với Syndra 5 mạng, và Lee Sin của Bonnie cũng đang có tới 4 mạng hạ gục. Nhưng cách biệt về tiền đã là con số khoảng chừng hơn 3k rồi. 2k tiền đã cầm trên người đến từ Guma Yoshi. Lượng sát thương tới từ một Saiya đã có móc diệt nó thực sự rất lớn tại thời điểm này. Khu vực trên Kingan nằm xuống tới lần thứ 3 sau khi bị Lee Sin của Manfi có những tình huống quả cam liên tục. Nhưng mà hiện tại Guma đang khỏe. Đây là một điều kiện thắng rất quan trọng trong đội bên phía team 1. Đường dưới thì Closer chủ động lao lên va chạm 1-1, nhưng rõ ràng đây không phải là tình huống 1v1. Sóng âm chuẩn xác đến từ Bonnie. Dồn sát thương với vô hình cước. Hạt thông nổ không đưa Closer qua tường. Và Closer bị kẹt lại. Khu đường trên cũng đang có một tiếng solo 1-1 giữa Kingan cùng với Padassi. Dòng đã có dành cho Kennen trước khi rút lui chung với Slash của Wei rồi. Guma trở lại khu đường giữa với một cái thanh BF và giày cùng độ vừa được nâng cấp. Trong khi đó khu đường trên thì liệu rằng Pay có một pha roaming thành công hay không? Không thể cản phá có đến từ Manfi, và Kingan cũng đánh tương đối cẩn thận. Pay đang có định run với khu đường trên, và Zavan của Kennen bắt đầu có định vòng sau rồi. Pay có lẽ sẽ phải cân nhắc việc bấm B về, vì nếu lộ vị trí thì Pay sẽ ở vị trí đứng cực kỳ xấu. Nhưng mà liệu rằng Kennen có lên kịp hay không? Kennen vẫn quyết định lên khu cánh trên để tấn công Manfi, và đó là một pha đánh hạt thông nổ xuống tới từ Pay. Không thể cản phá còn đến từ Manfi, không thể cản phá. Pay lao vào với tiếng EQ, tung luôn chiêu cuối hút Kingan lại, bị kỳ kích hất tung, bị đại địa chấn nhốt lại. Có giáp đến từ Nguyệt Đào và Kingan sống cho tình huống này. Pay mới người lên bảng điểm số với tình huống mất lá chắn, và đây là tình huống copy chiêu cuối bất khuất tới từ Alistar để băng trụ chung với Kennen tới từ Wei. Dịch chuyển được dùng tới từ Syndra của Nemesis, bùng nổ sức mạnh có, quét tan kiếu làm choáng thành công Kennen. Padassi sống sót với một chấm máu, và Sarah của Wei cũng bị kẹt lại cho tình huống này. Double kill trong phía team 2. Cầu sống cầu tốc tới từ Kingan không lấy được mạng của Padassi, và sau đó thì liệu rằng Kingan có bị quét tan kiếu trúng hay không? Quét tan kiếu W trước đến từ vị trí của Nemesis. EQ và sát thương là đủ đến từ Nemesis cho tình huống này. Ba mạng nằm xuống ở khu cánh trên mất rồi. Khoảng trống có để Guma có thể gỡ lại khiên trụ khu đứng giữa. Đứng dưới thì Closer chỉ dừng lại ở tình huống đẩy đường mà thôi. Vì Closer đang có một tình huống nằm xuống tới lần thứ 3 nên là cũng chưa có đồ lớn và phải lấy giày 2 sớm nữa. 14 đều về mạng. Vẫn có những chênh lệch về tiền cho team Guma với nhịp farm tốt hơn cùng với lượng tiền từ khiên trụ. Nhưng rõ ràng phía team 2 cũng đang có một Syndra khỏe nha.
Faye chủ động lao lên tấn công, bị giữ chân lại bởi tình huống triệu hồi lông vũ, bị đánh tay với nội tại tới tìm móc diệt, và sau đó là một pha e xịt đến từ Closer. Closer vẫn có thể giật về với biến ảnh lần hai. Guma đang cùng với Faye cùng với Wei tấn công trụ. Lee Sin có mặt nhưng sóng âm trượt. Closer tiếp cận bên phía cánh trái, cánh phải thì đúng hơn, băng trượng giữ chân hai người. Silas E lên dính quét tàn kiếm, Alex đã tốc biến nhưng Guma không bị hất tung trong tình huống này. Guma bị bỏ hút hất ra, vẫn có một pha triệu hồi lông vũ, sát thương là khá nhiều. Nó là đủ sát thương với tình huống đứt lên đến từ Closer. Manfi có mặt nhưng không có không thể cản phá. Phút thứ 15 đã điểm và Guma chơi lớn luôn ở phút thứ 15 rồi. Guma có một pha xử lý với R-Flat và có mạng shut down thành công vị trí của Syndra trong tay của Nemesis. Silas lao vào với dư chấn, người tanh trụ là Guma Yushi. Trời ơi, sao lại là Guma tanh trụ, trời ơi. Cứ đến cái thời điểm này là Guma chết quá rồi. Không thể cản phá vào, Fantasy có mạng dính băng trượng, dính quy của Silas. Kỳ kích vào và Cannon có mạng, Alista không dám vào trận thiếu này vì máu quá yếu, mạng được tính dành Silas của Way. 18-16 rồi. Kỳ kích sang trừng phạt nhưng sát thương là chưa đủ để Cannon bị hất tung, bị sóng âm và sau đó bị vội cứ dứt điểm bởi Bonnie. Đánh nhau quá nhiều. 18-17 rồi. Cầu sớm cầu gia tốc lúc này đến từ Kingan thì nó không trúng vào người của Alista. Xin ra hai đồ. Bên này thì có Saya hai đồ. Một pha bung R-Flat để lấy mạng shutdown Nemesis tới từ Guma Yoshi và có được cho mình lượng trang bị rất đáng kể với 8.500 tiền, đang là người giàu nhất bản đồ. Vừa là người có được nhiều mạng, vừa là người có được chỉ số farm tốt và lại là người có được rất nhiều tiền từ khiên trụ. Khu vực đường trên thì Nemesis đang bị tấn công bởi Kingan. Sát thương từ Kingan liệu rằng có đủ hay không? Đây, nó là đủ. Với tình huống chỉ thiên lôi phạt và chuyển dạng đánh tay. Rất mượt. Mặc dù Kingan ván này bị chăm sóc rất kỹ nhưng mà vẫn có lượng sát thương đủ lớn để solo kill Nemesis trong pha vừa rồi. Đứng giữa có đánh nhau và đó là cú dịch chuyển được dùng tới từ Leblanc của Closer. Alista đứng kế bên Closer. Closer bị vụt liên tục, Bonnie có mà phải tướng hộ thể, đá nộ long cước nhưng sóng ngâm vội cước thì nó vào cái bóng của Closer mất rồi. Closer quay ngược trở lại với giới xích của mình. Và sau đó thì Silas copy không thể cản phá, không thể cản phá ba người đến từ vị trí của Silas cho tay của Way. Và sau đó không thể cản phá phía bên kia đến từ Manfi thì nó chỉ trúng hai người mà thôi. Manfi kẹt lại, Closer nằm xuống với mạng dành cho Pay. Silas cho bắt Pay lên bảng điểm số, Panacea cũng yếu lắm rồi, Panacea lên bảng luôn. Và Silas tiếp tục lao lên tấn công với cú Q hai lượt của mình. Sát thương là đủ double kill cho Way. Một Silas support đang hoạt động hiệu quả. Syndra của Nemesis có mặt, quét tan kiếu trượt mất rồi. Kỳ kích đại địa chấn vào đến từ Javan của Cannon. Và sau đó là một pha bùng nổ sức mạnh cùng với tình huống tốc biến đến từ Cannon. Bị thiêu đốt, bị đốt chết bởi mặt nạ. E trượt tới từ Silas của Way, quét tan kiếu trượt, cầu sớm thì trúng. Guma đang cố gắng lao lên với tình huống QE nhưng sát thương có lẽ sẽ là không đủ vì hơi out tầm rồi. PK 500 hiệp. Như Aram. Trong lúc đó thì Lee Sin của Bonnie đang lén lén di chuyển kiểm soát cho mình, đó là con sứ giả cánh trên. Vì Cannon đã trên bản đếm số nên đây có lẽ sẽ là tình huống sứ giả miễn phí cho phía team 2. Sứ giả này vẫn kịp Lee Sin xuống cánh dưới để ăn rồng nha. Chênh lệch là con số 4.000 tiền. Guma thì lần về nhà vừa rồi cũng không bổ sung thêm được cái gì quá đáng kể cả, chỉ có mắt kiểm soát mà thôi. Rồng 2, một con rồng rất căng, cầu sấm tốt tới từ Kingan và lượng máu mất đi của Pay là khoảng chừng 1/3 cây. Zay cũng đã có thần kiếm Muramana và Kingan bắt đầu có lượng sát thương lớn. Silas tiếp tục copy chiêu cuối của Alista, cầu sớm chất lượng đến từ Kingan. Closer vẫn đang tiếp tục tạt ở bên phía cánh trái với tình huống lao lên cấu rỉa. Pay lao thẳng vào rồi sát thương ngược trở lại, xích trượt đến từ Closer mất rồi. Rồng và cua thuộc về cho bên phía của team Guma Yushi, đối phương không ra kịp. Chiêu cuối sẵn sàng đến từ cả hai bên, Silas lao lên với tình huống quật quy. Nhưng quyết định không giao tranh vì Closer ở khá xa và Zay của Kingan cũng đang cần khoảng trống để farm khu vực đường dưới nữa. Đối phương bắt đầu có dấu ping xuống khu đường dưới để tấn công vị trí của Kingan rồi thì phải. Và đấu của Kingan đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc đến từ đối với phía team 2. Cách biệt là con số 5.000 tiền rồi anh em nhé. Guma thì đang đi farm cả bãi chim phần rừng đối phương. Lúc đó thì Kingan đang bị bắt bớ ở khu đường dưới. Cầu sấm trượt nhưng quét tam kiếu thì trúng. Bùng nổ sức mạnh, nộ lông cước là những thứ không bao giờ trượt. Và Kingan nằm xuống lần thứ 5 trong ván này rồi. Khu vực đường trên sẽ có khoảng trống để Closer đẩy lẻ với con Leblanc của mình. Guma đứng giữa để tha hồ đầy. Silas bắt được một con Alista đang lang thang ở đây. Bằng trượng CC gọi là mắc ping đến từ Silas rồi. Nhưng mà hết CC xong thì sát thương là không đủ. Guma tới với tiếng QE. Chỉ để cấu rỉa mà thôi. Pay đang ăn cho mình bãi sói nhưng mà trụ này thì không giữ nổi. Đứng dưới thì Cannon có mặt. Nhưng đối phương có sứ giả, có luôn trụ. Và sau đó thì Cannon bắt buộc phải có mặt để trừng phạt sứ giả. Nhưng sứ giả vẫn còn. Và sau đó thì trụ hai đứng dưới cũng thuộc về cho phía team 2. Một chút gỡ gạc, Silas vừa mất chiêu cuối của Alista và sau đó thì là một tiếng tốc biến combo đến từ Alista.
trốn và bắt mắc ping đến từ Way. Way quật quỳ, băng trượng giữ chân thành công xạ thủ đối phương lại. Guma bắn được, Guma có mạng và Pay rút lui một chấm máu. Tốc biến đồ vương và Silas của Way tiếp tục tỏa sáng. Và đấu này một Silas support đang đánh cực kỳ cháy. Lee Sin có R chăng nữa, liệu ra có đủ hay không? Có đồng hồ đến Silas, trốn và bắt tiếp tục thành công. Kỳ kích vào đến từ Java được Cannon trừng phạt. Lee Sin cố gắng bớt sát thương, sát thương là không đủ từ Lee Sin vì vẫn còn đồng hồ từ Silas của Way. Way đánh Silas hỗ trợ cực kỳ cháy rồi. AD support bên phía team 1 đang cực kỳ khỏe với 729 và 719 KDA đến từ Way cùng với Guma Yuxi. Guma có trụ đường giữa đang có khoảng trống đến khu đường trên, nhưng Guma face check trước mặt của Syndra còn tương đối nhiều kỹ năng quan trọng, không thể cản phá dọn cả lính lẫn người đến từ Panasi. Và Closer nằm xuống lần thứ 6, người đang được coi là fit nhiều nhất bên phía, không phải Cannon mới là người fit nhiều nhất. Cannon dính bùng nổ sức mạnh, dính quét tàn kiếu, dính ý lực, dính thêm tiếng đặt cầu đến từ vị trí của Nemesis nữa, full combo đến từ vị trí của Nemesis. Và Cannon nằm xuống lần thứ 8 rồi. Đường dưới có khoảng trống để Kingan có thể có trụ. Guma đang bắn liên tục vào người của Alistar phía bên kia, nhưng không dám dấn lên quá sâu nữa vì lúc này vẫn còn đó lượng sát thương đến từ bên phía của team 2. Pay bị bắt lại bởi vị trí của Kingan. Pay không dính băng trượng quét tàn kiếu, quang rút lui đến từ Syndra của Nemesis và lượng sát thương đến từ Nemesis là khá nhiều. Cầu sấm cầu gia tốc vừa rồi ép cho Pay bắt buộc phải dùng cú lá chắn của mình, chứ nếu không là có thể xếp vào lên bảng. Guma bật tốc hành quét tàn kiếu trượt, bung lông đến từ Guma để né từ sóng âm. Silas lao lên với tiểu chốt và bắt vào Guma, có pha thu lông có mạng. Sau đó là pha lao vào đến từ Way, chiêu cuối của Way được đưa ra nhưng mà Way chỉ hút được hai người, không có Pay trong đó. Lại là một tiếng Way phải đồng hồ nữa rồi. Cầu sấm trượt đến từ Kingan, chốt và bắt cũng trượt, đồ vương hồi lại máu nhưng nó là chưa đủ nhiều. LeBlanc Closer có mặt và cũng có mạng của Pay luôn rồi, xích trúng và Panasi. Quét tàn kiếu cover rất tốt tới từ vị trí của Nemesis, sóng âm vội cước lao vào đến từ Bonnie nhưng ăn ngay quả cầu sấm của tốc, ăn ngay thêm tiếng lôi phạt. Vẫn có thể rút ra được đến từ vị trí của Bonnie. Manfire của Panasi là người bị kẹt lại, Closer xích trúng đứt lên nối xích tốt đến từ vị trí của Closer. Chuyển dạng vào chỉ thiên, sau đó tốc biến né quét tàn kiếu, kỳ kích lên đại địa chấn và sau đó thì trừng phạt tốc biến đi đến từ vị trí của Cannon để dứt điểm đối phương với hấp huyết. PK phải gọi là cực kỳ khét đến từ các thanh đấu hàn ở đây. Kỹ năng cá nhân đầy mình các bạn ơi. Quyết định TP ăn Baron đến từ vị trí của Kingan. Một fan Baron với 3 người và có lượng sát thương rất lớn tới từ Kingan cùng với Guma Yuxi. Cannon ra là người tanh và có trừng phạt. Nemesis đã bắt đầu lò dò đi ra rồi. Một pha ý lực không trúng ai, quét tàn kiếu trúng vào vị trí của Cannon. Cannon có trừng phạt hay không? Cannon có trừng phạt, kỳ kích chưa đến từ Cannon rồi. Alistar combo trúng, Syndra của Nemesis quét tàn kiếu, hơ cũng thành công được Cannon. Nhưng sau đó thì Silas của Way có mặt, cầu sấm trượt, băng trượng dứt điểm đối phương, sau đó rút lui đến từ vị trí của Way. Phía bên kia thì Closer đang tới, Pay yếu lắm rồi. Pay đang quáng rút lui một chấm máu. Closer đẩy quy vào sức thật là chưa đủ, nhưng cầu sấm vừa rồi nó có vẻ là trúng hướng. Chỉ là Pay vẫn có tốc để rút đi. Closer đứt lên dứt điểm đối phương bằng ngân đắc ý và sau đó thì giật ngược trở lại. Chưa có Baron cho team Guma, chỉ có thêm những mạng hạ gục dành cho ván đấu này mà thôi. Guma về đóng luôn cho mình Dominic cùng với BF. Một tình huống về nhà xả bao nhiêu tiền đây? 50.000 tiền so với 44.000. Đánh Baron nhưng mà chỉ có mạng, không có Baron cho bên nào cả. Đánh tới mức mà rồng nguyên tố thứ 3 sắp xuất hiện rồi. PK không ngừng nghỉ 22 phút và có hơn 50 kill, 55 kill sau 22 phút, với cái tốc độ game đấu nó hoàn toàn không giống với những lobby thách đấu hàn bình thường. Nemesis đang oằn lưng ra gánh với một con Syndra mũ phù thủy ở đồ thứ 3 rồi. Rất giàu nha, 12.400 tiền. Chỉ kém Guma khoảng chừng 200-300 mà thôi, 300 hơn mà thôi. Guma thì vừa farm tốt, vừa có nhiều mạng, vừa có tiền từ khiên trụ nữa. Và ván này Pocket Pick là một con Silas support đánh counter Alistar từ landing cho tới giai đoạn giao tranh luôn. Pha đẩy cầu sấm rất thôn đến từ Kingan và Pay lại phải về rồi. Tiếp tục là cầu sấm chất lượng đến từ Kingan nhắm tới vị trí của Nemesis. Quyết định bỏ rồng đến từ bên phía của team 2 vì đây chỉ là rồng 3 chứ không phải là rồng 4. Copy không thể cản phá hay là copy bất khuất, lúc này thì Silas cũng trở nên một vị tướng cực kỳ khỏe, mặc dù chỉ là một vai trò hỗ trợ mà thôi. Nhưng lại đang làm được cực kỳ nhiều thứ nha. Liệu rằng đây có phải là một con bài Pocket Pick ở chung kết thế giới hay không đây? Vì Alistar đã xuất hiện rất nhiều anh em ơi. Baron này chắc chắn là bị phía team 2 không có cơ sở để ăn rồi. Không thể cản phá sẵn sàng, E lên trước. Và sau đó thì Pay không có gì để chạy cả, một cái lá chắn là quá mỏng. Pay lên bảng đếm số. Closer lao lên xích thành công, không thể cản phá, chỉ trúng Alistar mà thôi. Pha lao vào đến từ Alistar combo hai người. Salad có đồng hồ, nộ lông cước sau tình huống sóng âm. Vô hình cước thì có đồng hồ đến từ Cannon. Cannon tỉnh đồng hồ, ăn một bi đến từ vị trí của Nemesis lên bảng. Guma thì không màng thế sự, PK quyết định đẩy nhà đến từ Guma. Closer có một pha dồn sát thương tốt, cầu sấm cũng tốt từ Kingan. Salad trốn được bắt vào đồ vương, sau đó thì nằm xuống với double kill cho Nemesis. Dịch chuyển được dùng tới từ Manfire, một cú dịch chuyển ở nhà đi ra ở một vị trí khá gần.
Uma có Mega rồi, để Mega đẩy vào và sau tấn công với chiếc Bonnie. Nhưng nên nhớ lúc này thì Manfi đã có không thể cản phá rồi. Sóng âm đến từ Bonnie được Uma lách nhẹ một cái, và sau đó thì khu đường trên đang có một con xe to. Nó chưa đủ để Closer có thể ăn trụ. Chỉ Thiên lao vào solo 1-1 giữa Cannon, ở số chính xác là Vicky Kingen cùng với Bonnie. Không thể cản phá xin đến từ Fantasy rồi. Fantasy lên bảng mạng cho Closer. Closer tốc biến lên, đang bị hất tung liên tục với Alista và không có sát thương đến từ hướng biến ảnh. Sau đó thì đang lách tới lách lui. Pay lao lên với hai lần lướt, vụt một cú quy có mạng, và sau đó thì Uma bị tốc biến hất tung bởi Alista. Uma dính thêm quét tan kiếu và không dùng bão tốc đuổi dậy được rồi. Trồng CC là rất tốt từ phía team 2. Cầu sống cầu tốc sát thương cũng là không đủ đến từ vị trí của Kingen. Kingen không dính sóng âm. Và Kingen vẫn có thể rút lui về được. Baron đang mở ra cho bên phía của team 2, nhưng nên nhớ rằng có Cannon ở đây. Có Jack King ở đây. Cannon di chuyển ra cắm mắt kiểm soát và sau đó thì đi một đường vòng sẽ bị lộ vị trí bởi bên phía của team 2 mà thôi. Đối phương cắm mắt rất nhiều đến từ Alista. Cannon sẽ tiếp cận Baron bằng cách nào đây? Silas của Wei cũng chưa copy được chiêu cuối của ai cả. Cannon đang bị CC và Alista đang cố gắng cản Cannon để Lee Sin có thể trừng phạt. Bonnie trừng phạt được hay không? Cannon bị đẩy ra khỏi Baron rồi. Và đó là pha lao vào đến từ Kingen. Một pha Bonnie bị đẩy ngược trở ra bởi Silas, nhưng sau đó thì vẫn có thể quay ngược trở lại trừng phạt Baron, lấy tiền thưởng mục tiêu cho phía của team 2. Nhưng mà Cannon cùng với Kingen đã có mạng hạ gục của Alista. Và sau đó là pha kick lao lên, nhưng quyết định đến từ Cannon có lẽ sẽ là tình huống đánh chậm rút lui mà thôi. Chờ đợt lính đẩy chung với lại vị trí của Closer là đẹp. Kỳ kích trượt đến từ Cannon nhưng sóng âm đến từ Bonnie cũng trượt. Cầu sấm chất lượng, sau đó chuyển dạng Chỉ Thiên mạng cho Kingen. Và sau đó là một pha EQ flash đến từ Cannon. Có mạng của Lee Sin double kill cho Kingen rồi. Trong nhà chính thì đó là pha đẩy thẳng vào đến từ Closer và có được một trụ vệ chính của phía team 2. Một con Baron mà chỉ còn lại một búp duy nhất trên người của Manfi cho tay Panasi mà thôi. Và Guma đã có cho mình đồ thứ tư rồi, một cái huyết kiếm. Mặc dù không có Baron nhưng đội hình bên phía team 1 là một đội hình giàu sát thương lên trụ. Và Kingen đang tận dụng khoảng trống đối phương lên bảng để ăn thêm trụ đứng trên cũng như là mega top. Guma cũng sẽ lên khu đứng trên để tụ hội chung với đồng đội của mình. Và chỉ còn là hai bị thịt cố gắng phòng ngự câu giờ cho Nemesis hỗ trợ bên phía team 2 vừa rồi cũng đã bị Closer đấm một vài đòn với mũ phù thủy. Cảm giác là mất máu cũng chưa phải là quá nhiều. 2 mega sau đó rút lui mà thôi. Đây là một game đấu mà khi các tuyển thủ chuyên nghiệp họ PK với nhau một cách thoải mái và mà kỹ năng cá nhân thì họ xử lý cực kỳ ghê. Manfi không thể cản phá, sau đó tốc biến né E của Guma. Đồng hồ được dùng quét tan kiếu đến từ vị trí của Nemesis. Guma bung lông ra và có mạng, sau đó thì Cannon đại địa chấn được nhiều người trước khi lên bảng. Alista đã bị bắn liên tục bởi Guma nhưng có bất khuất. Alista đang cố gắng câu thời gian, đúp quy vào đến Alista để giữ chân vị trí Kingen lại, bị bắn hạ bởi Kingen. Cầu sấm hai người đến từ Kingen. Kingen chuyển dạng lao vào Chỉ Thiên. Bonnie hộ thể lên, bị lôi phạt, đá nổ lâu cước sóng ngầm và sau đó double kill có cho Kingen. Closer cũng tới vét được mạng của Faye. Phía bên kia lúc này chỉ còn một mình Nemesis mà thôi. Một Syndra đang phải phòng ngự đợt đẩy đến từ ba chủ lực đối phương ở cả ba đường khác nhau, đường trên, đường giữa và cả xạ thủ nữa. Phòng ngự như thế nào đây Nemesis ơi? Quá bất lực cho Nemesis rồi. Đồng hồ được lên đến từ Nemesis, lao thẳng ra tấn công đối phương, quét tàn kiếu, sau đó đồng hồ né sát thương từ đợt đắc ý và sợi xích thứ hai, nhưng sau đó thì bị QE dứt điểm bởi Guma. Game đấu kết thúc sau 27 phút với chiến thắng cuối cùng thuộc về team Guma UC. Và tổng kill chúng ta có là 73 kill sau chỉ 27 phút mà thôi. Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game một chút anh em nhé. Ok, lượng sát thương này các bạn ơi. Kingen mặc dù bị cam nhưng có rất nhiều sát thương với Zay. Đó là 35.900 sát thương. Guma và Nemesis cách nhau một con số rất nhỏ về mặt sát thương, đó chỉ là 50 sát thương giữa hai người chơi này mà thôi. Guma là người lead down với 36.399. Còn trong khi đó thì phía bên kia là 36.349 anh em nhé. Những carry của cả hai bên đã lên tiếng và Silas support thì quá thành công rồi. 24.000 sát thương đến từ Silas support, khỏe từ cả landing lẫn cả giao chạy. Đây thực sự là một game đấu hiếm hoi tại Ranh Hàn mà các cái cao thủ người ta bung kỹ năng của mình ra PK một cách YOLO như vậy. Kể cả đánh rank cũng chưa chắc đã có những game như thế này anh em nhé. Đừng nói là đánh giải. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác ở tại Chu Kỳ Thế Giới nha. Bye bye.